club. I rock club lights, come out at night, shot till daylight. Top models my type, let's go take flight, explode dynamite, disco black light in a club. Được thành lập theo quyết định 442 ngày 4 tháng 8 năm 2007 của hiệu trưởng nhà trường. Bởi quyết định này, Quang Nguyễn được giao đào tạo một ngành duy nhất, đó là ngành sư phạm văn kỹ thuật. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành anh văn kỹ thuật và đào tạo ra một đội ngũ giáo viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ, những người có thể đảm nhận công tác giảng dạy ngay tại các trường nghề, trường trung học chuyên nghiệp, các đẳng nghề. Khung chương trình được thiết kế gọn nhẹ đầy đủ và với một đội ngũ giáo viên trẻ năng động, rất tâm huyết, chúng tôi đầy đủ tự tin để có thể đào tạo ra một đội ngũ giáo viên có thể đáp ứng được chất lượng ngày càng cao và nhu cầu của xã hội. Vậy ngành sư phạm anh văn kỹ thuật của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có gì khác biệt so với các trường khác? Điểm khác biệt lớn nhất trong chương trình đào tạo của khoa ngoại ngữ so với các trường khác là mảng tiếng Anh kỹ thuật. Có thể nói đây là một lợi thế rất lớn đối với sinh viên ra trường xin việc làm, vì hiện nay khoa ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là khoa duy nhất tại khu vực phía Nam đào tạo ngành sư phạm tiếng Anh về kỹ thuật. Sinh viên ra trường chiếm vị thế độc tôn trong việc giảng dạy tiếng Anh kỹ thuật và dễ dàng xin được việc làm trong các trường nghề, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng nghề. Vậy phải chăng nghề dạy học là cơ hội nghề nghiệp duy nhất dành cho sinh viên khoa ngoại ngữ? Hoàn toàn không. Hiện tại thì mình đang vừa là một giáo viên và cũng là một quản lý của cái trung tâm. Ngày nào cũng được gặp gỡ các em học viên, các thầy cô và đồng nghiệp, cho nên mình cảm thấy rất vui và rất là lan tỏa với công việc của mình. Việc hiện tại của tôi là biên phiên dịch cho một dự án xử lý nước thải của thành phố. Đây là một dự án ODA của Nhật. Thì tuy nhiên là tôi chỉ dịch tiếng Anh Việt, mặc dù cũng có một ít tiếng Nhật, mà chủ yếu ngôn ngữ của dự án là Anh Việt. Và cái phần ngôn ngữ tập trung nhất đó là tiếng Anh dành cho cơ khí và công nghệ môi trường. Đó là hai cái môn mà tôi đã được học ở trường khoa ngoại ngữ sư phạm kỹ thuật, và bây giờ tôi áp dụng được rất là nhiều vào công việc. Tôi dịch văn bản kỹ thuật và phiên dịch cho giám đốc dự án, thì nội dung của dự án cũng chỉ là về toàn bộ là về công nghệ xử lý nước thải và các loại thiết bị. Chào các bạn, mình là Thắm, sinh viên khoa ngoại ngữ khóa 07 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Thắm đã ra trường được 2 năm và đang làm việc ở vị trí chuyên viên nhân sự cho công ty Serenity Holding. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tường Vi, học khóa 08 khoa ngoại ngữ. Vi ra trường được 1 năm rồi và hiện tại đang làm tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Emirates ở Dubai. Vi rất là yêu thích công việc của Vi, tại vì nó hợp tính cách của Vi là được đi đây đi đó, tham quan nhiều nơi, gặp nhiều bạn bè nước ngoài và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh rất là nhiều. Tại khoa ngoại ngữ, chúng tôi tự hào rằng hơn 90% sinh viên ra trường đều có việc làm phù hợp. Và cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên cũng rất đa dạng và phong phú. Thời gian mà được là học là sinh viên của sư phạm kỹ thuật thì mình cảm thấy rất là yêu quý. Yêu quý cả cái môi trường và đặc biệt là yêu quý tất cả các thầy cô đang làm việc tại ngoại ngữ. Các thầy cô, những người mà có nhiều năm kinh nghiệm thì rất là tận tình, truyền đạt chia sẻ là những kinh nghiệm mà các thầy cô đã có trong khoảng thời gian các thầy cô đi dạy. Còn các thầy cô trẻ thì các thầy cô rất có hết sức là nhiệt tình, cho nên ai mà cũng quý mến cả. Bản thân Thắm khi lựa chọn khoa ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thì Thắm không hề sai lầm, điều Thắm khẳng định. Hiện tại Thắm đang làm ở vị trí nhân sự thì có thể là những kiến thức của Thắm về chuyên ngành kỹ thuật hiện tại chưa có được áp dụng nhiều lắm. Nhưng về phía những cái kỹ năng mềm mà thông qua các hoạt động xã hội như là Thắm đã được tham gia câu lạc bộ để thành viên khoa ngoại ngữ mình, Thắm đánh giá rất cao những cái soft skills, kỹ năng mềm mà Thắm được đúc rút qua cái quá trình hoạt động với lại câu lạc bộ mình. Kỹ năng
giao giao tiếp ngôn ngữ và trở thành một ảnh hưởng tốt tới đồng nghiệp và kết nối mọi người ở trong công ty, đó là điều rất quan trọng trong cái nghề nhân sự mà mình làm. Tôi cảm thấy đó là một lựa chọn đúng đắn, tại vì sư phạm kỹ thuật đem lại cho tôi một cái nền tảng về con người và về kiến thức. Thứ nhất về con người đó là tại vì trong quá trình học ở đại học tôi xây dựng được mối quan hệ khá là tốt với bạn bè, với thầy cô. Thì từ đó tôi có cảm giác được là tôi cảm thấy tự tin hơn. Thì sau này khi vào công việc tôi không bị bỡ ngỡ, tôi thích nghi khá là nhanh. Về kiến thức thì đội ngũ thầy cô của đội ngũ giáo viên của trường sư phạm kỹ thuật nói chung và khoa ngoại ngữ nói riêng, theo tôi nghĩ là các thầy cô là những giáo viên rất là tận tình và có chuyên môn khá là cao. Rất là thích khoa mình, rất là vui, yêu thích thầy cô khoa mình, tại vì thầy cô rất là giỏi, kiến thức rộng và truyền đạt cách thầy cô mà truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên rất là hay, tiếp thu rất là dễ. Để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, khoa ngoại ngữ đã xây dựng một chương trình đào tạo gọn gàng và đầy đủ. Sinh viên khoa chúng tôi, kỹ năng mềm rất là tốt, luyện âm là điểm mấu chốt, ngữ pháp thì không hề dốt. Nghe nói đọc viết mỗi ngày làm cho mình càng hăng say. Nói chung là bốn kỹ năng này chung tay cho ta thêm điều hay. Không những được học bổi thế, chúng tôi còn được vươn xa. Văn hóa nước Anh nước Mỹ, cái nào cũng hay lắm nha. Văn học họ thật sâu xa, điều gì cũng mới và lạ, làm cho ý tưởng của ta ngày càng bay ra thật xa. Ngôn ngữ học rộng bao la, rồi nhận ra mình chẳng là gì cả. Thế nên trang bị thêm kiến thức để có thêm được nhiều thực lực, đặc biệt là các môn chuyên ngành như là tiếng Anh, điện tử, còn có cơ khí và môi trường, nói chung cũng rất là phi thường. Cũng như các ngành khác, chúng tôi cũng rất uyên bác, không những là về lý thuyết mà còn có cả kỹ thuật. Phương pháp giảng dạy cực hay, truyền thông cũng được ứng dụng ngay, truyền thông cũng được ứng dụng ngay, truyền thông cũng được ứng dụng ngay. Đây tôi sẽ cho bạn thấy một điều cơ bản rất là hay. Sinh viên của khoa chúng tôi đây thực tập sư phạm ngay tại trường, bước lên bục giảng hàng ngày, biết bao nhiêu điều vui sướng, biết bao nhiêu là vương vương khi được học trò mình yêu thương. Vì những lợi thế đó, sinh viên ra trường đi làm đều được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Cái khu vực Thủ Đức với lại quận 9 thì có rất là nhiều trường đại học lân cận. Trong đó thì Đại học Sư phạm Kỹ thuật là một trong những cái đơn vị phải nói là sáng giá. Các em rất là tự tin về cái khả năng giao tiếp rồi ứng xử, cái khả năng mà cộng tác với mọi người, cái thái độ hợp tác rất là tốt. Thì phải nói là Anh ngữ Úc Châu, hệ thống Anh ngữ Úc Châu thì phải nói là đánh giá rất là cao. Cái đội ngũ mà giáo viên, các cái đội ngũ giáo viên mà trưởng thành là sinh viên của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Về mặt chất lượng đào tạo thì bên hệ thống Anh ngữ Úc Châu đánh giá rất là cao cái chất lượng đào tạo về chuyên môn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Thì các em thì khi vào phỏng vấn thì đầu tiên thì cái gọi là cái phát âm, rồi cái khả năng giao tiếp. Còn bây giờ ở tại trung tâm năng lượng con của mình thì đã có một số các em cũng như các bạn là những người cùng khóa và các em các khóa sau đang giảng dạy và rất là được các em học viên ở trung tâm yêu mến, bởi vì cái sự nhiệt tình và cũng như là kiến thức rất là tốt được trang bị từ sư phạm kỹ thuật ra. It's just his hard work interpreting. Well, he is now so studying and progressing and understanding our jobs day by day. And nowadays we have a very good conversation with clients with her. So I think it's been a problem and we're satisfied with her job. Our teamwork is very good. And our project is, or our job is very specified for engineering and civil engineering and wastewater treatment. So I think it is hard for her to understand the whole story and the terminologies and some meanings of words. But she's studying and
I found she has a dictionary of the terminology. So I think she's growing up day by day. At the moment that we need to so instruct and depend on situations. And if she's learned and memorized such kind of things, she can interpret fluently. Well, her soft skills, she's very good. She can, you know, project herself very well, and she obviously gets on with her co-workers very well. I find her easy to work with and very helpful at this kind of thing, which it makes a lot of difference when your co-workers are cheerful and, you know, you get on with, and I think she gets on with us all very well. So it's very good. Với những kết quả khả quan đã đạt được từ những khóa sinh viên tốt nghiệp trong những năm qua, khoa ngoại ngữ tự hào đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào mục tiêu chung của nhà trường, đó là phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế. Khoa ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn hoan nghênh chào đón và sẽ là điểm đến lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Anh, đam mê nghề giáo viên và các công việc liên quan khác.